cửa xe sạch sẽ và một chiều mưa bay nha mọi người. Đây, rửa hết cảnh. Để quần lại chiếc xe cho mọi người coi nha. Đó. Đây, rửa xe sạch sẽ. Chiều thì trời ngoài mưa. Đó, đang rửa cây xăng đối diện ở Long An. Chào mọi người phiêu phiêu một tí, buổi chiều vui vẻ. Chào mọi người đã trở lại với kênh Chí Chị Trên Dừa. Hôm nay chào mọi người vui vẻ một tí, bye bye lắc lắc, hôm nay là thứ 6 rồi. Cuối tuần thì còn có một video ngắn ngắn cho mọi người coi đó, mình đang rửa xe ở phía Bình Chánh, Long An, giáp Long An á. Xe đang sạch rửa nè, được anh lắc lắc bye bye bên xuống rồi đó. Đi qua đường nè, trời đang mưa. Mưa đi rửa xe nó mới sắp. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh Chí Trên Dừa ủng hộ.